Đàm Vĩnh Hưng khốn khổ vì phạm cấm kỵ chuyện trong nhà. Phận làm con, chuyện riêng gia đình sao không tự giải quyết, đem tung lên mạng, vạch áo cho người xem lưng có hay ho gì. Thật đáng thương cho người mẹ nào có đứa con bất hiếu trời đánh như vậy, chẳng có con cái nào lại tố cáo cha mẹ cả. Đó là một trong hàng ngàn bình luận chế giễu giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng sau cuộc livestream nói về việc mẹ nợ nần 20 tỷ, khiến ca sĩ không thể chịu đựng thêm. Chuyện livestream tố mẹ nợ nần còn ồn ào không dứt bởi Đàm Vĩnh Hưng quá nổi tiếng. Nhưng đáng chú ý ở chỗ, luận điệu chuyện trong nhà dùng để tấn công nam ca sĩ cho thấy những phần khuất rất tối trong cách ứng xử của xã hội với cái gọi là tố cáo cha mẹ, vạch áo xem lưng. Trong một xã hội mà việc nhà luôn đóng cửa bảo nhau cho đến khi rất nhiều sự vụ đầy tai ác xảy ra cho chính nạn nhân trong ngôi nhà đó. Chuyện trong nhà trở thành đề tài cấm kỵ và dư luận dễ dàng nổi giận ném đá vào tất cả những ai muốn một lần mở bung cửa nhà ra vì không thể chịu đựng được điều đang xảy ra với họ. Rất bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng giờ đây đang bị tấn công theo cùng cách mà một cặp đôi bạn trẻ gặp phải khi họ tường thuật lại cảnh bị cha mẹ cấm cản đến với nhau vài tuần trước. Sự vạch tội không chỉ còn dừng ở riêng trong nhà Hưng hay mẹ của anh nữa. Nó là vấn đề của những người đã cho mẹ anh vay tiền, những chủ nợ, những con nợ, những người liên quan sẽ gián tiếp chịu đựng sai lầm trong nhà mà mẹ Hưng gây ra. Nếu không công khai, anh sẽ tiếp tục trả nợ, sẽ có những người tiếp tục cho bà vay nợ, sẽ có những cuộc đe dọa, thanh toán, tiếp tục xoay quanh món nợ mà khán giả khó tính, gọi là trong nhà, sao vạch áo cho người xem lưng. Chuyện trong nhà tưởng đơn giản lại giống như khi một người phụ nữ bị chồng đánh đập, hành hạ, chạy sang nhà hàng xóm xin cứu giúp thì nhận được cái lắc đầu bởi chuyện trong nhà thôi, bà tự giải quyết đi. Nó cũng giống hệt bài báo mô tả lại cảnh một bà mẹ và đứa con bị đánh đập đã mau đến mức phải đi cấp cứu. Khi phóng viên hỏi hàng xóm thì bảo có nghe tiếng khóc ồn ào trong nhà nhưng vì chuyện nhà người ta nên thôi không có can thiệp. Nó hồn nhiên như khi người em trai bị các anh mình xông vào đánh đập, cậu kêu cứu nhưng anh dân phòng đi ngang qua cũng tặc lưỡi, chắc anh em trong nhà xích mích một chút rồi để cậu thanh niên bị mang thương tật suốt đời. Gần đây nhất, khi hai bạn trẻ bị cha mẹ cấm cản kết hôn, họ đã khóc trên Facebook, livestream và bị coi là những kẻ bất hiếu vì bêu xấu kể tội cha mẹ, đến đòi bắt cậu trai về. Đàm Vĩnh Hưng giờ đã trở thành kẻ bất hiếu kế tiếp được đem ra mổ xẻ. Vì dám cho cả thế giới biết mẹ mình đã gây nợ ra sao và anh phải chịu đựng việc đó thế nào. Xã hội quen thuộc với những chuyện trong nhà mà người bị đau không quyền được ra ngoài hiên ngồi khóc. Người ta chấp nhận những người cha đánh đập mẹ và lờ đi tiếng khóc, bất chấp đứa con bị xích lại hành hạ thương tật, chấp nhận chia lìa tình yêu, chấp nhận đứa con có hiếu còng lưng trả nợ. Không ai hiểu rằng nạn nhân cần phải thoát ra khỏi sự đau khổ bất hạnh, lằn ranh cấm kỵ đầy màu sắc đạo đức, xiềng xích và bịt miệng bất cứ kẻ nào nhu cầu thốt lên tiếng kêu cứu chỉ vì chuyện trong nhà. Khi Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng về vấn đề trong nhà của anh, có lẽ anh mong chờ rằng sẽ không còn ai cho mẹ anh vay tiền đến mức ấy nữa. Anh cảnh tỉnh người liên quan chờ đợi một sự thấu hiểu từ bất cứ ai có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ nợ nần đầy rắc rối này. Như một nhân vật quen thuộc từng là quản lý truyền thông cho Đàm Vĩnh Hưng đã viết trên báo Sao. Anh ấy bắt buộc phải tung hê vì quá đau đó các bạn à. Vì rất là đau, các bạn hãy hiểu rõ giữa đau và tiếc tiền của nha. Đau là vì anh phải nhìn thấy cảnh mẹ của anh cho người đến phá két sắt trong nhà để lấy tiền nhân lúc anh đi lưu diễn. Đó không còn là một chuyện tố mẹ đơn giản như người ta cười hơn nữa. Chuyện trong nhà đã xây nên những hàng rào không lối thoát từ mâu thuẫn được ém nhẹm sau cánh cửa gia đình, buộc nạn nhân im lặng cho phép kẻ gây tội thản nhiên tiếp tục lộng hành. Và khán giả, dù nghe tiếng khóc, tiếng kêu cứu, vẫn có thể thờ ơ đi qua chỉ vì chuyện nhà người ta chẳng liên quan gì mình. Cũng đám khán giả đó, trong lúc bông phèn rảnh rỗi, chuyện đau gia đình của người khác là được đem ra làm mồi nhậu để cùng phán xét, vui vẻ như chưa từng tồn tại những nạn nhân bật khóc mà không ai thèm lắng nghe. Lộ diện, người giúp Đàm Vĩnh Hưng trả 11 tỷ tiền nợ của mẹ. Mới đây, trên mạng xuất hiện tin đồn cho rằng Ngọc Thanh Tâm, cô học trò thân thiết và từng gắn bó với Mr. Đàm nhiều năm, từng bỏ ra số tiền 11 tỷ để giúp anh trả nợ thay mẹ, khiến nhiều người tò mò. Liên hệ với Ngọc Thanh Tâm, cô lập tức bác bỏ thông tin trên. Đó chỉ là lời đồn từ những người ngoài cuộc,
Còn thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Tôi khẳng định sự việc này không đúng như người ta đang đồn đoán, nữ diễn viên nói. Bên cạnh đó, trò cưng của Mr. Đàm kể lại, cô đã biết chuyện gia đình của Mr. Đàm từ trước và nhiều lần chứng kiến anh áp lực, không ngừng suy nghĩ về những khoản nợ của mẹ. Tôi rất thương chú, nhưng không thể can thiệp quá nhiều vào những chuyện này, cũng không biết cách giải quyết thế nào cho hợp lý, vì đó là chuyện người lớn, tôi chưa đủ kinh nghiệm sống để đứng ra giúp đỡ, Ngọc Thanh Tâm nói. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 12, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ quay clip trực tuyến trên trang cá nhân tiết lộ về chuyện thầm kín mà anh và gia đình đã giấu suốt nhiều năm qua. Nam ca sĩ cho biết, những năm qua, anh đi hát cực lực nhưng phải trả nợ tiền cho mẹ. Trong vòng 10 năm qua, anh đã trả hơn 20 tỷ đồng. Anh không thể trả một lúc và phải trả cho rất nhiều chủ nợ khác nhau. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, 30 năm qua, từ khi còn bé, anh đã phải chứng kiến cảnh gia đình bị siết nợ. Tuổi thơ của anh đã trải qua những ngày tháng không êm đẹp. Thậm chí, khi anh chỉ là thợ cắt tóc nghèo, mỗi ngày được 100 ngàn, cũng bị chủ nợ chặn đường siết. Nam ca sĩ khóc nức nở khi nói đã hết cách khiến cho mẹ anh cai nghiện cờ bạc. Anh từng đưa mẹ sang Mỹ, nhưng không thể nào giúp bà ngưng việc đánh bạc. Đến bây giờ, khi không còn cách nào để giải quyết mọi việc, chịu quá nhiều áp lực, nam ca sĩ quyết định lên tiếng. Đàm Vĩnh Hưng phải trả giá đắt khi tố trả nợ cho mẹ 20 tỷ. Mẹ Đàm Vĩnh Hưng làm gì mà lâm nợ đến hơn 20 tỷ? Nhiều đồn đoán cho rằng do bà có máu đỏ đen, dây nợ nhiều, lãi mẹ, đẻ lãi con, nên dù con trai nhiều lần trả nợ, vẫn không dứt nợ. Cho tới thời điểm hiện tại thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa lên tiếng chính thức về nguyên nhân nợ nần của mẹ, nên tất cả chỉ là phỏng đoán. Tuy nhiên, câu chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về nỗi khổ trả nợ cho mẹ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Bên cạnh việc công khai số tiền gánh nợ suốt 10 năm qua, Mr. Đàm cũng liệt kê một số điều không hài lòng về đấng sinh thành. Ngay lập tức, những lời chia sẻ của nam ca sĩ nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn đọc nhận định việc làm của Đàm Vĩnh Hưng khi đưa ra các bình luận. Ông này hết trò hay sao, lại lấy mẹ ra đánh bóng tên tuổi vậy? Dù đấng sinh thành có sai điều gì cũng không nên đưa lên mạng quán trách như thế. Chuyện Đàm Vĩnh Hưng đưa mẹ lên mạng để nói có thể khiến rất nhiều người cho rằng vạch áo cho người xem lưng hay ông Hoàng Nhạc Diệt đang đưa mẹ ra để kêu gọi sự ủng hộ trong lòng khán giả. Những chiêu trò trong giới giải trí nhằm đánh bóng tên tuổi không thiếu. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng nằm trong danh sách liên tiếp khoa trương quá, nên khi chia sẻ chuyện nhạy cảm như thế, trên trang cá nhân thì không tránh khỏi điều tiếng dư luận. Rất nhiều giả thiết đưa ra tại sao Đàm Vĩnh Hưng lại tố mẹ để gây lên những dông tố lớn như vậy. Chính bản thân Mr. Đàm dù đã nói lường trước được sóng gió, nhưng liệu anh có dám để vượt qua sức ép bàn tán của dư luận không thì khó lòng có thể nói trước. Nhưng suốt 30 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng đã không hề lên tiếng. Có lẽ sức chịu đựng trong anh đã không còn. Một người từng trải qua bàn tay trắng lập nghiệp, đi từ con số 0 để thành ông Hoàng Nhạc Diệt, thì tin chắc rằng Đàm Vĩnh Hưng rất đau xót khi phải nói chính mẹ đẻ của mình. Còn vấn đề để tạo scandal, để tiếng tăm hay mong chờ sự giúp đỡ của dư luận, thì với một người làm việc cực lực trong nhiều năm qua như Đàm Vĩnh Hưng, thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Điều anh phải chịu bây giờ chỉ là dư luận đang hướng tới cuộc sống, động thái của anh. Sau khi ông Hoàng Nhạc Diệt livestream thông báo Diệt phải trả nợ thay mẹ 20 tỷ đồng, nhiều fan đã lên tiếng muốn được giúp đỡ anh. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về tâm trạng và công việc của mình thời gian qua. Mr. Đàm khẳng định dù sóng gió dập dùi nhưng anh vẫn ổn, vẫn làm việc và tiếp chuyện những chủ nợ của mẹ. Anh kể, sau khi thông báo chính thức việc mẹ dây nợ khắp nơi khiến anh kẽo kẹt trả nợ suốt 10 năm qua với hơn 20 tỷ đồng, thì nhiều chủ nợ đã tìm đến nhà trao đổi thẳng thắn với anh. Dân, đó là điều Hưng cần phải làm để mọi người được biết và cần phải tránh. Mục đích duy nhất của Hưng cũng đã làm được rồi, anh nhấn mạnh. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, ngày 15 tháng 12, có 4 người và 2 gia đình nhắn tin gọi điện cho anh đề nghị được gánh vác với nam ca sĩ số nợ mà mẹ ruột anh gây ra. Tuy nhiên, anh đã từ chối. Họ không cần một điều kiện gì. Hưng đã xin phép được từ chối và xin ghi nhận, cảm ơn tình thương và sự che chở đó. Đây là việc của Hưng, Hưng sẽ phải tự đối diện.
Đối diện với ồn ào, với nhiều luồng dư luận trái chiều khi công khai chuyện nợ nần của mẹ, ông Hoàng Nhạc Diệt đã nhận được sự động viên và ủng hộ của nhiều đồng nghiệp và cả những người chỉ quen anh xã giao. Vì vậy, anh cảm ơn mọi người vì đã dành cho mình những vòng tay ấm áp. Trong những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chuẩn bị cho đêm diễn Lời Tình Mùa Đông vào ngày 17 tháng 12 và live show Diamond tại Nha Trang và Đà Nẵng vào đầu tháng 1 năm 2017. Cuối cùng anh khẳng định, Hưng bước vào công việc và lên sân khấu thì tất cả những muộn phiền phải bỏ lại sau lưng ngay. Những tính từ đi kèm theo mình một cách mặc định nhiều năm nay như mạnh mẽ, bản lĩnh, thần kinh thép, chiêu trò, chịu chơi, dữ dội thì những thứ đó bắt buộc Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa phải ngồi vào cái ghế đó một cách vừa vặn và đúng tư thế nhất. Oh, dear child.